Thực trạng nguồn nhân lực du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt hơn 34,7 triệu lượt, tăng 271% so với cùng kỳ năm 2021. 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã đón hơn 16,4 triệu lượt khách nội địa, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng khách quốc tế ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 306% so với cùng kỳ. Kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực sau đào tạo giáo dục nghề nghiệp của trường Sài Gòn Tourist. Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Sài Gòn Tourist là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist Group, là tập đoàn du lịch uy tín hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ban lãnh đạo tổng công ty. Qua thời gian hình thành và phát triển, đến nay trường đã có hơn 34 năm kinh nghiệm trong đào tạo chuyên ngành du lịch. Với sự quyết tâm của ban lãnh đạo nhà trường cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, nhà trường đã đề ra những giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề du lịch. Thứ nhất, trường phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt với sự tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp trên cơ sở chuẩn đầu ra, chuyển đổi hình thức đào tạo trực tiếp sang trực tuyến kết hợp với trực tiếp để học viên chủ động sắp xếp việc làm và học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. Thứ hai, kết nối với doanh nghiệp tổ chức chương trình đào tạo kép 3 học kỳ tại trường, 1 học kỳ tại doanh nghiệp, kết hợp với các doanh nghiệp đào tạo chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên khách sạn bằng nhiều hình thức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho người lao động. Phía doanh nghiệp sẽ có được những chương trình đào tạo lại nhân sự một cách chuẩn mực, bài bản. Phía nhà trường có thể tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp cho công tác đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập tìm việc cho người học, mức độ uy tín của hai bên sẽ gia tăng đáng kể. Thứ ba, tăng cường lực lượng giảng viên bằng cách trường mời các nhà quản lý từ khách sạn có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy cho trường. Đối với các anh chị chưa đủ chuẩn giáo viên như thiếu một số chứng chỉ, trường đã liên kết tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm thi đánh giá kỹ năng nghề trình độ cao đẳng nhằm chuẩn hóa và bổ sung nguồn giáo viên có tay nghề cao cho trường. Thứ tư, trường đã chuyển đổi số quy trình quản lý cũng như học liệu số nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động nhà trường. Công tác tư vấn tuyển sinh cũng được áp dụng công nghệ số, chuyển từ hình thức truyền thống sang digital marketing. Công tác hướng nghiệp cũng được đổi mới nội dung tư vấn, từ vào trường học gì chuyển sang học xong ra trường làm được gì, làm ở đâu, cơ hội thăng tiến như thế nào. Thứ năm, trường đã kết nối với các trường nghề du lịch của Canada, Úc, Hungary để chuyển nhượng chương trình đào tạo quốc tế. Người học sẽ được trao đổi làm việc nước ngoài. Ở chiều ngược lại, những chương trình này cũng góp phần nâng cao chất lượng nhân sự du lịch trong dài hạn cho Việt Nam. Những nhân sự Việt Nam sau thời gian vừa học vừa làm ở môi trường nước ngoài sẽ đóng góp trở lại xây dựng đội ngũ lao động nội địa trong tương lai.